Qua gần 5 năm thực hiện nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, hệ thống ngân hàng đã xử lý được 380.000 tỷ đồng, trong đó có gần 40% là do khách hàng vay vốn chủ động trả nợ. Điều đó khẳng định là nghị quyết số 42 rất cần thiết và nên tiếp tục gia hạn thêm một thời gian để đảm bảo được an toàn hệ thống. Đây là đề nghị của một số đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận toàn thể hôm nay. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, số nợ xấu chưa được xử lý theo nghị quyết 42 vẫn còn 412.700 tỷ đồng. Dự báo trong thời gian tới, do tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 và bất ổn của tình hình chính trị thế giới đối với nền kinh tế Việt Nam, thì số nợ xấu được xác định theo nghị quyết 42 có thể tiếp tục gia tăng, đặc biệt là đối với các khoản vay chung và dài hạn. Do vậy, tôi nhất trí với việc đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số 42 của Quốc hội đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 và đưa nội dung này vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ 3. Tôi thống nhất với việc kéo dài thực hiện nghị quyết 42 trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn như hiện nay. Tôi đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc việc thẩm định tài sản để hạn chế tình trạng tiêu cực trong việc thẩm định tài sản cho vay. Có như vậy mới hạn chế được sự gia tăng các khoản nợ xấu. Nếu dừng áp dụng nghị quyết 42 sẽ tạo một khoảng trống pháp lý khiến cho công tác nợ xấu bị tắc nghẽn, tạo thách thức và áp lực lớn đối với công tác xử lý nợ xấu và có thể dẫn đến những cái hệ lụy tiêu cực đối với nền kinh tế vĩ mô. Tôi xin đề nghị Quốc hội sớm luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, bởi những kết quả nghị quyết mang lại đã chứng minh tính đúng đắn cần thiết của việc ban hành quy định pháp luật cho công tác xử lý nợ xấu.